nghi lắm, mũi tên khổng lồ. Ooh yeah. Vậy vẫn đang còn một dòng điện thương binh. Oh, bom đen. Và chúng ta hãy cùng đến với chế độ khó và trận thi đấu đầu tiên đến từ người chơi số 2. Wow, spam rồng mũi tên khổng lồ luôn và kình bóng đá nhá. Hai mình nhân bản trong tình huống này. Queen ở đâu? Ăn được cái thổi gió rồi. Rồng điện đang cắt góc. Ok sếp. Rồng điện cắt góc hiệu quả. Bật gồng quản giáo cho khí cầu chiếm blim nữa. Thêm bình cuồng nổ cụm khu trung tâm. Headhunter chạy ra bốc Queen ư. Cụm khu vực nhà chính nhân bản đóng băng lại. Wow, nhoe nhoét hết cả ở trên kia kia kìa. Tiếp tục đốt tiếp ạ. Đóng băng cái Inferno nhiều tia lại. Đúng rồi. Này thì Queen với chúng tôi này. Rồi Champion vô. Đúng rồi sếp. Đóng băng cái Inferno nhiều tia. Vâng, thêm một em phá tường vừa mới chạy vô. Úi ôi, chế độ khó mà bốc cái em ru luôn này. Kinh sút quả bóng đậm chất xịn sò luôn kìa kìa. Lại phải 3 sao bạn nhá. Rất nhanh và gọn luôn. Chế độ khó hình như vẫn chưa đủ. Thế này vẫn lụng tốt luôn chứ. Này thì múc này 3 sao em xịt ạ. Và đây là Coronel đánh spam rễ cây. Trận này có một thuật sĩ thôi. Em Queen băng giá, quản giáo hai sách. Trại lính ở khu vực góc hướng 3 giờ. Tràn rễ cây ở cạnh phía dưới. Bật gồng thanh niên kinh lên. Đúng rồi. Đơm ngay bình cuồng nộ nó kìa kìa. Ui, rễ cây tràn vào để bắt em đại bàng nè. Tiếp tục vào cánh phía trong. Đóng băng siêu tăng trưởng cho cụm khu vực nhà chính. Trên hướng góc 12 giờ có Royal Champion vào nữa hỗ trợ. Super Hawk Rider trong đơn vị lính hội thành. Có xoáy bật thêm bình cuồng nộ nữa cho sếp. Em Queen. Em Queen vẫn đang bắn chùa. Còn một bình cuồng nộ có lẽ sếp sẽ cất dành cho cụm khu vực nhà chính. Đây rồi. Càng quá nhờ. Super Barbarian đục phải với lớp tường nữa. Queen vẫn đang cố gắng bế cụm khu nhà chính đi ạ. À, đúng rồi. Lực lượng anh em phá bom bẫy để anh em xông lên. Quản giáo đạp phải có bom tím rịp rồi. Queen đứng bắn chùa nãy giờ. Đang là một trận đấu mở hàng đấy Corona. Áo Queen của đội bạn kìa. Múc. Trời ơi. Vâng, một trận thi đấu đầu tiên mở hàng 2 sao đến từ vị trí của Corona. Không. Ca này căng thật rồi. Ca này căng cho sếp thật rồi. Cứ nghĩ là ngon ăn nhưng không bạn ạ. Cuộc sống nó không giống cuộc đời. No. 96. Liệu có kịp không? Vâng. Ba đứa bắn và một đứa sửa như thế này. Khó hiểu nhở. Cứ nghĩ sẽ có một cái tương lai nó đẹp hơn rồi. Cũng chỉ được em đấy thôi. Chứ vào một chút nữa lại bị múc mà. Quá khổ. Ui giời ơi, 96%. Càng quá. Và đây là một trận đánh rồng đến từ Outside. Rồi 10 rồng lửa, mũi tên khổng lồ ăn được cái thổi gió. Kích hoạt được cái tàng hình luôn rồi. Bạn vẫn đang còn 2 bình set. Tính ăn cái thổi gió tiếp hay sao? Quản giáo cuồng nộ luôn. Đưa cái khí cầu chiến cho tình huống này. Baby để cắt góc cánh phía trên. Quản giáo đã được bật gồng khí cầu luôn rồi. Đây là MG. Nhà chính bung ra và Balloon. Có cả rồng lửa nữa.
Được quá nhờ, pháo đầy đá nằm xuống nhanh gọn luôn bởi bầy rồng. MQ đang cố gắng bắt đại bàng trong tình huống ở bên đây. Đúng rồi, bịt cái E-flow nhiều tia có xoáy bên chút. Rồng vẫn đang còn nữa, thanh niên kinh vẫn lúc tốt. Rồi champion từ hướng góc 12 giờ bật kỹ năng lên. Bật Royal lên xếp. Đúng rồi, còn hai cái set kìa. Thả được ở đâu thì thả nhanh nào. Bạn thả từ bao giờ ấy nhỉ? Ui, vẫn là 3 sao gọn gàng và nhanh. Đến từ người chơi số 3. Và như vậy là rõ ràng hơn về sao và hơn luôn cả thời gian dành cho ET. Game lại dễ. Và đây là một trận đánh dễ cây đến từ Ecosid. Rồi, mời sếp luôn. Trận 1 cũng là rễ cây và đã toang. Trận này sẽ ra sao đây? Phá tường ở góc 9 giờ cho thanh niên kinh đi vô. Trải lính ở vị trí góc 3 giờ. Em Queen đang cố gắng bế vào vị trí của đại bàng. Nữa đội quân trên hướng góc 12 giờ của rễ cây, quản giáo và Royal Champion. Tàng hình nó sẽ bung lên trong pha này. Rồi, anh em chiến đấu đi. E-flow nhiều tiền để tạo siêu tăng trưởng cho cụm khu vực nhà chính. Vào cánh phía bên góc 3 giờ đang chạy vòng vào đến từ đơn vị lính clan. Kinh có một bước nhảy vào khu vực trung tâm và phá xoáy luôn cho nó gọn. Bạn vẫn đang còn thoải mái thần chú. Phía dưới góc 6 giờ đưa xương ra để nhiễu cũng như là phá lớp tường rồi. Úi dồi, bịt cái nhà chính lại. Bi tiếp cái Inferno nhiều tia lại. Úi xài, tầm này là all in vào hết thì cứ xoắn gì nữa. Ui, trận đánh càng nhanh nữa đến từ Ecosid. Ô, cũng được đấy. Và vẫn là một trận đánh rồng đến từ Rakibu. Vẫn mũi tên khổng lồ, kính găng tay khổng lồ, hai sách và họ nữa. Em Queen ăn được cái thổi gió rồi đó. Và bầy rồng đang quạt cái hướng này để đối diện với cây thổi gió phía bên đây. Liệu đây có phải là một phương án tối ưu dành cho sếp không? Chủ tài cùng xem. Cái câu chiến đang bắt được một đống bom bẫy. Và vẫn đang hạ cánh ở chỗ cụm khu vực nhà chính đây rồi. Băng cây thổi gió vào nhà chính lại nhân bản một đống luôn. Inferno nhiều tia và xoáy ở góc hướng kia. Và như vậy là giá như mà ăn được cái pháo này đá thì nhanh hơn nhiều. Nhưng chúng ta cũng xem, kinh con voi vẫn đang múa. Vịt bìa bên này nữa đi ạ. Đúng rồi. Mất Queen. À, một rừng bom bẫy. Rồi champion của bạn đã kích hoạt kỹ năng hog lên. Còn nước còn tát. Áo đầy đá và Inferno nhiều tia đốt cũng càng phết đấy chứ. Đúng rồi, Super Barbarian chạy vào mà múa. Ý trời, siêu công thành binh vào xem có bom bẫy gì hay không. Anh em vô. Wow. Bom đen, bom đỏ, các thứ các thứ. Ui trời ơi, Inferno nhiều tia vẫn không hẹo. Và nó đốt thoải mái luôn đội quân. Ui dồi, 97% cho sếp. Dực. Thế này thôi. Và không đứng ngoài cuộc chơi thì Regress bây giờ cũng đã đánh rông lửa. Mũi tên khổng lồ ăn được hai cây thổi gió trong pha bật ngộng Queen vừa rồi của mình. Bầy rồng ra nắng ngang khu vực góc hướng 3 giờ đi vô cho nó khí thuế. Balloon có mặt luôn. Em Queen vẫn đang cố gắng bốc vào cánh ở phía dưới 6 giờ. Nó có một chỗ hở thì nó sẽ vào nó bắt đại bàng bất gông quản giáo. Trong tình huống này sếp đánh với bằng thả đá luôn. Đúng rồi ạ. Đục luôn ngoại ích bầu. Đóng băng nhà chính và Inferno nhiều tia. Thêm bình cuồng nộ để bầy rồng khỏe hơn nhiều. Những pha băng liên tiếp đã được thả xuống.
tiếp tục đưa xương ra để nhiễu cánh phía bên kia nữa. Rồng đã ăn xong cụm khu nhà chính rồi. Royal vào góc hướng 9 giờ beat Inferno với cả X-Bow từ góc hướng 12 giờ. Và đây là một trận thi đấu nhanh gọn nữa chứ còn gì nữa. Triumph Gaming đang cố gắng níu giữ những cơ hội còn lại để rút ngắn tỷ số xuống thôi. Và cách biệt bây giờ là không quá nhiều. Vâng, 8 sao và thua không một chút phần trăm phá hủy. Và đây là một trận đi Queen JK đến từ người chơi số 5. Và sếp à, xài trang bị bình thường thôi. Giặt Queen sẽ phóng lửa ở vị trí hướng góc 12 giờ. Rồi, mời sếp vào đây. Đơm ngay bình cuồng nộ này. Ok, sếp phá bờ tường này ạ. Sneaky Goblin mà đang cắt ở phía bên kia nữa. Em Queen bịt vào cái X-Bow mặt đất. Xương nhiều phết. Một nhảy ở cụm khu vực phía dưới góc 3 giờ. Múc một cái Tesla. Kinh vô nữa. Đúng rồi. Vâng, ăn nhà chính gọn gàng và vâng, mời em Queen vào phía trong đi cho nó phấn khởi. Chúng tôi đứng đây từ chiều. Queen ơi, bật gồng thanh niên kinh lên. Thịt bầu mặt đất cũng bế nó đi hết đi ạ. Xoắn rè. Queen tiếp tục còn tấn công. Kinh sắp hóa, phượng hóa. Một pha phá tường nữa, tàng hình ở vị trí này. Phá tường đi sai hướng rồi. No, phá tường đi nhầm hướng rồi. Cần để mở lối cho Queen đi cơ. À, Super Minion vẫn đang any câu phấn khởi. Đục hết đi ạ. Ui giời ơi, có xoáy rồi. Quản giáo đã được bật gồng lên trong tình huống này nữa. Các bạn sẽ phải làm sao đây? Rồi, Champion tấn công phía dưới góc 6 giờ cho sếp. Đúng rồi. Bị đại bàng Inferno nhiều tia và X-Bow. Sếp ơi là sếp. Tiếp tục pha đóng băng nữa. X-Bow cũng đang có. Quẩy hết vào. Queen múc được gì cứ múc đi ạ. Vẫn đang còn một pha đóng băng cho sếp và chưa xài kỹ năng của Royal Champion. Trận này hơi mất thời gian một chút nhưng mà tôi cố gắng lên. Vâng, con thở con gỡ. Nhanh tay lên bạn. Để cây vẫn đang cố gắng. Vâng. Minion vô. Nhanh lên. Đang chạy đua với thời gian. Phải cố gắng duy trì lợi thế 3 sao để còn hơn về phần trăm phá hủy chứ. Thua sao cái là đứt ngay. Bởi vì Triumph Gaming họ đang theo rất sát ở ngay phía sau thôi. Ui giời ơi. 3 sao và thời gian đánh thì càng đấy. 1 phút 51 rồi. Tiếp tục là một cuộc đua về rồng nữa. Và đây là Nibrite cũng mũi tên khổng lồ kinh bóng đá. Và sếp sẽ tấn công vào hướng nào đây? Trại lính góc hướng 9 giờ. Queen phía dưới. Không ăn cây thổi gió nhưng sếp làm một cái X-Bow. Air Defense. Đưa rồng vào. X-Bow mặt đất đang cố gắng bế em Queen đi. Và bật gồng quản giáo. Đúng rồi, anh em lực lượng vào sâu phía trong một chút. Queen của đội bạn đang bế hai em rồng kia kìa kìa. Dính clan thủ nhà là Archer rất đông. Bom bẫy vẫn còn nhiều lắm. Máy bắn đá nhằm nhè vào vụt đại bàng ư. Rồi Champion ở góc hướng 3 giờ đi vô cho sếp. Thả xương ra để nhiễu cả Ifro một tí à. Đúng rồi. Đóng mang cụm nhà chính nữa. Và một pha sút bóng mắc bêu ạ. Nhà chính. Thêm ngay bình cuồng nộ cho bầy hawk vào cho nó khỏe. Nibrite đánh nhanh đấy. Bị đóng băng lại.
Vâng, một trận thi đấu nếu kéo thời gian, giảm thời gian xuống sâu nữa 1 phút 29 thôi cho Tribe Gaming. Đây là một trận đánh rông điện đến từ Alex. Và sếp đội nhì lắm mũi tên khổng lồ. Ooh, yeah. Và sếp đã ăn được một cây air defense rồi. Sếp quạt bầy rồng ngay phía dưới này đi vô. Đây là một trận đánh chốt quan trọng. Thắng bại hay không nó nằm ở lượt này, bởi vì nếu mà xếp 3 sao thì còn cơ hội, chứ không mà 2 sao thì thôi đi xa lắm. Một pha bật gồng quản giáo xếp thêm ngay bên cuồng nộ. Thêm nữa cho phía bên Queen, bịt thôi gió, bịt Queen và Inferno hay quá. Dòng điện vẫn đang rất mượt đấy ạ. Kinh sử dụng bóng đá. Vâng, dòng điện và bóng đá. Chất. Tiếp tục nữa luôn, đóng băng tiếp cụm khu nhà chính. Ui dài ai. Vậy vẫn đang còn một rồng điện thương binh. Oh, bom đen. Vâng, nhưng mà yên tâm, chỗ này thợ xây nó không sửa được đâu. Queen vẫn đang đục tường. Chỉ cần trận này 3 sao thôi thì sẽ là một dấu chấm hết cho Tribe Gaming trong trận thi đấu ngày hôm nay. Inferno một tia vẫn đang đốt khét. Dòng điện đốt nhanh lên. Một lượt nữa. Giật một lượt nữa đi nào dòng điện ơi. Ôi xảy rồi. Rồi champion vô. Cái đàn họ và như vậy là 3 sao dành cho sếp và Tribe Gaming. Thua thật rồi, bởi vì thua về tỷ lệ 100% phá hủy. Các bạn ấy kể cả đánh 3 sao thì nó cũng chỉ là 99,2 rồi, trong khi bên đây sẽ là 99,4. Không còn cửa bật cho Tribe Gaming rồi. Và đây là RK chốt đơn đến từ YoYo. Một lượt đánh cũng mang tính chất thủ tục mà thôi, vì kể cả 3 sao thì vẫn thua về tỷ lệ phần trăm phá hủy. Mời anh em vào đây cái. Bật gồng thanh niên kinh lên. RK và quản giáo cụm khu phía dưới. Đốt cũng căng phê đấy. Tràn anh em vào. Acho thủ nhà. Van Kerry có mặt ở phía sau. Ui, thêm bình cuồng nộ và gồng quản giáo thôi. Đấy đúng rồi. Đúng người đúng thời điểm chứ không là tím hết. Em Queen cố gắng bắt được đại bàng nào. Thêm bình cuồng nộ cho bạn nữa. Chạy sang bên đây chút xíu. Vâng, một pha mở hàng 2 sao thôi mà cuối cùng khiến cho toàn bộ anh em còn lại Tribe Gaming chạy phấn khởi luôn. Nhưng mà vẫn không cứu được. Cuồng nộ này. Ý chà chà. Còn cụm nhà chính trên kia kìa, Royal Champion. Đóng băng nhà chính với pháo đầy đá thì chứ còn gì nữa. Bạn bơm cuồng nộ đặt trước. Hẹo luôn. Chập băng sao? Đẳng cấp quá. Nhưng như vậy vẫn là chưa đủ dành cho sếp, bởi vì 3 sao thì vẫn là cái kết là 99,2 mà thôi. Vâng, xin chúc mừng chiến thắng đến từ Emporium Titan. Vâng, anh em thấy hay cho lượt like, share, đăng ký kênh Akari Gaming của mình các bạn nhé. Hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong video và là team sắp tới trên kênh Akari Gaming. Xem nào mà múc vé vàng hay là gói gem hoặc là những gói ưu đãi trong cửa hàng mà anh em bị lỗi quốc gia cần tư vấn cách khắc phục, nhiều tham khảo fanpage Akari Gaming của mình với hơn 150.000 người theo dõi Facebook để được tư vấn cách khắc phục lỗi quốc gia. Xem và tự làm được rồi, nhớ bấm vào chữ C góc trên bên phải cửa hàng như mà Akari. Đây là kênh mà các bạn ủng hộ tớ và Supercell sẽ là người trả lương động lực rất lớn để tớ tiếp tục phát triển kênh Clash of Clans tiếng Việt. Chúc anh em ngày mới tốt lành. Cảm ơn các bạn rất nhiều về điều này nhá. Bye bye. This is the moment we rise. This is the moment we rise.